Rồi, xin chào mọi người. Thì tiếp tục sau đây mình quay tiếp nội dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn qua xã Hội An, thành phố Tịnh Phước, tháng 6, 2024 mọi người. Những ngày tháng giữa năm 2024 thì clip một chút mình cũng đã quay rồi. Ở đây tháng 6 thì được tiến độ đâu. Mà sắp vào đây thì thay được là máy móc đang tập trung rất nhiều tại đoạn này mọi người. Đây, tiếp tục đang triển khai còn phần cống thoát nước và còn nông ruộng này mọi người. Cái này có thể được là dễ chịu hơn nhanh luôn. Phương tiện đi về chỗ thi công được cao tốc này rất nhiều luôn, chỉ là các xe tải chở vật liệu của dự án cao tốc và các xe phương tiện đi về lại hướng quốc lộ 25 mọi người. Tháng trước mình quay thì đến tháng này đã được đổ thêm phần nền nữa, này đổ các phần đắp cát nè. Những ngày này tại tiêu hồ của Nhân Phương thì có mưa nên cũng đã nhiều mát phần nào ảnh hưởng tích cực đến dự án cao tốc mọi người. Đây đang có các ngã bạc đó không ảnh hưởng đến kết cấu như hệ thống thoát nước mọi người. Hệ thống cống thoát nước và các đồng bộ. Xe tải mà con này cũng đã trải bạc mọi người thi công. Bẻ và tổ gần một số hộ dân ở đây sẽ công phần móng và phần trụ mọi người rất nhanh luôn. Cảm ơn chị và không kêu 300 người xem. Công các phần móng và trụ mối trụ thì đường sắt thép rất là nhiều luôn.
về cả bạc và đổ phần nền trên mọi người. Đoạn này cũng đã bắt đầu đổ phân nền rồi mọi người. Ở đây là đất sỏi này, ở đây là đất lấy ở từ núi mọi người. Mình biết cái cấu của đất sỏi nhìn rất là mọi người rất nhanh luôn. Một phía trong kia là phần cầu của sông Ba mọi người. Thấy được dễ triển khai rất nhanh luôn. Đến thời điểm hiện tại có thể và sẽ thấy được là dễ triển khai đất nhanh mọi người để không chậm tiến độ. Đâu rồi, thì sớm như mình quay tiến độ dự án cách Tây Bắc Nam, đoạn qua xã Hậu An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, tháng 6/2024 mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại sau nha. Bye bye.